Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Chi tiết chương trình ở phần sau của video. Với 6 người nhện, ta thu được một giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Vậy thì với 200 người nhện thì sao? Sau 5 năm chờ đợi, người nhện xuyên không đa vũ trụ Spider-Man Across the Spider-Verse đã chính thức được công chiếu. Vậy phần tiếp theo của Into the Spider-Verse có cái gì mà lại tốn của nhà làm phim tận 5 năm thai ngén để có thể ra mắt khán giả? Liệu nó có còn giữ được tinh thần như phần 1 hay nó sẽ trở thành một bước trượt dài của chuỗi phim? Tất cả sẽ có trong review sau đây. Đầu tiên, trước khi ra rạp, tôi đã nghĩ là phim sẽ gặp một số khó khăn bởi vì nó là hậu truyện của một phần phim trước đó đã cực kỳ thành công, thậm chí là quá thành công mà để làm được phần sau hay bằng hoặc là hay hơn phần trước thì ai cũng biết nó khó và hiếm đến đâu rồi đấy. Số phim làm được có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như tất cả những cái phần hậu truyện đó đều đã trở thành huyền thoại trong làng điện ảnh chẳng hạn như là kẻ hủy diệt, ngày phán xét, chúa nhẫn, sự trở lại của nhà vua, hay là ký sĩ bóng đêm, hay là Fast and Furious 9. <laughs> Còn Across the Spider-Verse thì sao? Thì theo ý kiến cá nhân của tôi, bộ phim này là một hậu truyện xuất sắc và nó hay hơn phần đầu tiên rất nhiều lần đáng khác. Một bộ phim có thể nói là tiệm cận hoàn hảo từ phần câu chuyện cho đến phần hình ảnh và âm thanh, tình tiết phim sắp xếp hợp lý này, có nhiều tầng giá trị này và rất là thực tế, rất là dễ khiến cho người xem cảm thấy mê mệt. Hình ảnh quá tuyệt vời, âm thanh đi kèm quá xuất sắc bên cạnh đó là hàng tỷ những chi tiết siêu nhỏ mang nhờ dụng ý của nhà làm phim cùng với một cái kết cực kỳ bất ngờ nói đến đây tôi có thể xếp hạng luôn across the spider verse chắc chắn có thể nằm trong top 3 phim người nhện hay nhất hoặc tự tin hơn là top 3 phim sinh hùng hay nhất mọi thời đại vậy rốt cuộc là cái phim người nhện này nó có cái gì và đã làm được những gì mà lại có thể đáp ứng được cả tiêu chí của những nhà đánh giá và cả khán giả đại chúng hãy cùng theo dõi ở phần sau video câu chuyện trong across the spider verse tiếp tục ngay sau sự kiện trong phần 1 mouse morales giờ đây đã trở thành hàng xóm thân thiện của khu phố brooklyn và cũng gặp một vấn để tương tự như bao người nhận khác đấy là việc không thể cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và là một người con của gia đình những bất hòa với gia đình xảy ra bên cạnh đó là sự xuất hiện trở lại của cô bạn Gwen cùng một kẻ phản diện mới tên Spot kẻ có khả năng mở cổng không gian bằng các lỗ trên cơ thể mình từ đó thì Miles được gặp một tổ chức người nhện đã vũ trụ đứng đầu bởi Spider-Man 2099 Miguel O'Hara ông này và Miles bất đồng ý kiến nên là họ phải va chạm với nhau bất đồng giữa hai người nhện là gì thì bạn nên ra dạp để nắm bắt rõ hơn còn bây giờ thì là cơn mưa lời khen cho khâu đồ họa của phim tiếp tục kế thừa những thành công từ phần phim đầu tiên những phân cảnh 2,5D và 3D xem kẽ hợp lý. Hàng loạt những gam màu và tông màu đặc trưng từ những phiên bản người nhện từ trước đến nay đều được sử dụng. Các người nhện thì mỗi người mỗi nét vẽ, các vũ trụ thì cũng mỗi vũ trụ mỗi phong cách. Nó mang đến cho tôi một cái trải nghiệm điện ảnh phát lẫn truyện tranh thỏa mãn đến kỳ lạ. Cái này thì ừ phần 1 cũng làm được rồi, nhưng mà cái điều điên rồ ở đây là số lượng người nhện ở phần 2 được nhân lên gấp trăm lần và sự chỉn chu tỉ mỉ khi vẽ từng người nhện vẫn được giữ nguyên, kể cả là trong những phân cảnh rộng và các người nhện chỉ làm nền phía sau, họ vẫn được vẽ chi tiết kỹ càng. Bạn cứ tin tôi đi, tôi soi thử rồi mà thậm chí ngay từ intro nó đã tạo được cho tôi một cảm giác kiểu phim này sẽ không giống như bất cứ một bộ phim siêu hùng nào mình từng xem với hàng loạt những hình ảnh được vẽ với nhiều phong cách khác nhau ngộ ý rằng đây là một bộ phim có rất 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 nhiều người nhện đến từ những vũ trụ khác nhau nó chứng tỏ rằng đây không chỉ là một bộ phim siêu hùng nào đó nhà làm phim muốn người nhện của họ phải là một tác phẩm nghệ thuật một tuyệt tác hoạt hình tôi cảm giác tôi có thể dừng ở bất cứ giây nào và chắc chắn là khung hình đó được thiết kế vô cùng kỹ lưỡng được vẽ tỉ mỉ từng chút một và khi vào phim khi mà đã được thấy những người nhện thì mỗi người nhện lại có một phong cách đấu khác nhau và thậm chí cách bước đi, cách nói chuyện của họ cũng khác. Vậy mà mọi thứ vẫn được làm tỉ mỉ hết sức và tôi chẳng thể nào bắt một lỗi gì về phần hình ảnh trong phim cả. Trừ việc nhiều người nhận thế mà không ai mặc quần âu của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall, nay đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ 199k cho một chiếc quần âu dáng crop, trẻ trung năng động nhưng vẫn tinh tế, không nhăn, không chỉ thừa, luôn sẵn sàng cho bạn xỏ vào chân và phi ra đường, đủ dày để chống nắng và đủ mát để không toát mồ hôi mông. Với chiếc quần âu này, việc ăn mặc chưa bao giờ dễ dàng đến thế, lại còn đang sale xuống 199k. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Và đi kèm với cả hình ảnh thì dĩ nhiên là âm thanh, không có những cái super hit hàng tỷ lượt view như là Sunflower, nhưng những ca khúc trong phim làm cực tốt công việc của mình và được tận dụng triệt để để khơi gợi cảm xúc người xem. Tôi ngồi trong rạp quyết định ngả lưng ra ghế một tí thì lại phải ngồi dựng dậy bởi vì nhạc hay quá, phim phê quá. Nó như kiểu một chuyến đò dẫn dắt cảm xúc người xem, cảm động có này, lãng mạn có này, dùng rợn có này, vui vẻ cũng có này, hồi hộp cũng có này. Cảm tưởng như kiểu nhà làm phim dễ dàng điều khiển cảm xúc của tôi theo ý họ vậy. Họ cứ lèo lái cảm xúc người ta cho đến cuối phim và tạo ra một cảm giác phấn khích không thể lường trước được. Tôi không biết bạn như nào nhưng mà sau vài đoạn mở đầu của phim Tôi nghĩ là mẹ mấy ông này đổ hết tiền và làm đồ họa với cả thuê producer rồi hay sao ấy Không biết kịch bản có ổn hay không Nhưng mà tôi lo hơi thừa Vì họ đã chót đổ nhiều tiền đến như vậy vào rồi Thì họ không thể nào mà hoang phí nó vào kịch bản ba xu được Tiếp tục khai thác chủ đề gia đình, bài học và trách nhiệm Sự mất mát hy sinh của một người hùng các thứ Y hệt như những người nhện khác nhưng mà cách kể chuyện của phim này vẫn đem lại cảm xúc mới mẻ cho người xem. Tôi đã xem tất cả những phiên bản người nhện từ hoạt hình, người đóng hay là kể cả trong game. Mọi câu chuyện của Peter Parker đều như nhau và câu chuyện của Mouse hơi khác một chút nhưng mà cũng đại loại thế. Nhưng những phân cảnh gia đình của Mouse lại cho tôi một cảm giác khác với những gì mà chú Ben gì mây cho cho Peter. Nó giống một vấn đề gia đình thực sự hơn. Ngoài ra, cái tuyến truyện phụ của Gwen cũng rất tốt, gọi là phụ và chiếm sóng ít nhưng mà cảm xúc đem lại không thua kém gì Mouse. Cá nhân tôi thấy là hay hơn và đặc biệt là câu chuyện này cũng là một nguyên nhân hợp lý để mà dẫn đến những quyết định của Gwen trong phim chứ không chỉ là là kiểu con là con, bố cậu ấy là bạn con Nên là con phải làm cái này như kia Cái tuyến truyện làm cho mọi quyết định của Gwen thuyết phục hơn nhiều Thực ra thì thoạt đầu tôi cảm giác là phần này nó hơi bị lê thê Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì nếu mà thiếu đi một cảnh nào đó Một tình tiết nào đó Thì chắc là cảm xúc mang lại sẽ không trọn vẹn được Những người nhện mới xuất hiện cũng không hề bị lãng phí Across the Spider-Verse không chỉ giới thiệu được nhiều hơn những phiên bản Spider-Man mới, mà tính cách của họ cũng được làm rõ hơn phần 1, dù thời lượng cho mỗi người không đến nỗi nhiều quá. Trong những Spider-Man mới thì trọng tâm của phần này là Spider-Woman, Jessica Drew, Spider-Man Ấn Độ, Spider-Punk và Spider-Bite. Mỗi người chẳng tốn đến một phút để mà giới thiệu bản thân và nó đủ cho khán giả biết họ là ai và nguồn gốc thế nào, tính cách ra sao. Bên cạnh đó là Spider-Man quan trọng nhất của phim Spider-Man 2099, Miguel O'Hara đã có một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh cho một nhân vật mới. Câu chuyện của ông ta khiến người xem hoàn toàn hiểu được và đồng cảm được giải thích lý do tại sao ông ta làm cái việc mà ông ta đang làm tại sao mouse lại là con cừu đen giữa các người nhện đây đang không phải nói về màu da nhé và lý do tại sao mà các người nhện vốn đều là các anh hùng là phải quay ra đối đầu nhau cá nhân tôi thấy xây dựng các spider-man rất hay và hợp lý được cái là mấy ông người nhện ông nào cũng nói nhiều đâm ra những cái đoạn giới thiệu các người nhện có thể lợi dụng điều đó để mà giới thiệu họ thật nhanh mà vẫn đầy đủ thông tin ở đây tiện thể nhắc đến mấy ông nhện phải nói đến số lượng camel của phim nó phải nhiều đến mức mà tôi phải thống kê trong 13 tiếng mới hết mà không phải là những camel có cho vui camel phát nào là cả già phải hò hét phát nấy cuối cùng điểm mà khiến bộ phim bùng nổ là những mâu thuẫn hay nút thắt được tạo ra trong phim cái câu chuyện sinh hùng của người nhện thì bản nào cũng thế về sự hy sinh mất mát đánh đổi và chật vật để làm điều tốt xong cách diễn đạt của phim này quá tốt truyền tải thông điệp rất tích cực và câu chuyện rất dễ chạm vào trái tim khán giả và cả tôi rất là ấn tượng với spot phản diện chính của phim tuy là chưa thể hiện được nhiều và xuất phát điểm khá là hài nhưng cái cách mà hắn ta khẳng định bản thân và tự biến mình thành một phản diện cấp đa vũ trụ thực sự rất hay ngoài ra thì yếu tố hài hước là một phần không thể thiếu của Spider-Man và khi có tới hàng ngàn Spider-Man thì cái sự hài hước này tất nhiên là tăng thêm và nó rất là dí dỏm có duyên nó không phải là kiểu hài vớ vẩn cù nách đâu hứa tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại tôi đã bảo là phim tiệm cận hoàn hảo tức là nó vẫn còn điểm yếu mà thực ra bảo là điểm yếu cũng không đúng bởi vì từ lúc mà xem phim đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái điểm chê nào quá lớn có chăng chỉ là những cái bất lợi mà phim có thể đem lại cho một số bộ phận khán giả chẳng hạn như phim có nhắc đến nhiều thuật ngữ như là nexus này dòng thời gian thiêng liêng này điểm tuyệt đối này những cái này thì chắc là ai theo dõi mcu hoặc là các phim khoa học viễn tưởng sẽ dễ tiếp thu hơn còn nếu đang yên bình xem sitcom gia đình công sở thống đùng phát người yêu rủ đi xem phim mà bị đập mấy cái này vào mồm thì chắc là cần thời gian để thích nghi ngoài ra những cái hình ảnh lè lẹt và xuất hiện dập cũng sẽ là một cái sự khó khăn với những người chưa quen mắt phong cách phim này hoặc là những người dễ hoa mắt chóng mặt hoặc bị tiền đình và cuối cùng là việc các Spider-Man nói quá nhiều và nhanh Nếu mà đọc sắp chậm và nghe không nổi thì sẽ hơi khó để tận hưởng trọn vẹn bộ phim và khen nhiều là thế nhưng vẫn phải nói rằng là phim siêu anh hùng thì thực sự là không có quá nhiều giá trị chiêm nghiệm hoặc là hình ảnh ẩn dụ Về mặt này chắc chắn nó không thể nào mà so sánh được với cả The Fight Club hay là American Psycho trong phần bảo vệ của tôi thì yếu tố đó là yếu tố không bắt buộc và cả khác dòng phim cơ mà nên là tùy sở thích và cảm nhận mỗi người thôi nói tóm lại thì phim quá tuyệt vời chắc chắn là bộ phim hay nhất mà tôi đã xem tính từ đầu năm nay và có khi là trong cả năm nay luôn đây chắc chắn là bộ phim mà tôi sẽ xem lại nhiều lần và bạn đã xem phim này chưa? Nếu mà chưa, hãy nhấc mông lên và ra dạp xem ngay đi. Bạn bảo tôi nhận tiền xít đinh cũng được, bạn sợ bị dắt mũi thì tôi hiểu, nhưng mà tôi thực sự muốn xít cái phim này đến tận răng các bạn vì đây là một trải nghiệm rất là thú vị và tôi muốn chia sẻ cùng với mọi người. Tôi chấm điểm phim, Cờ quen trên tôi. Đây là vịt chiên xào và hại gặp lẹn.